những cơn ác mộng ám ảnh. Con gái yêu của mẹ. Mẹ sẽ luôn theo dõi bước chân con, luôn dõi theo con. Và sẽ luôn là thiên thần hộ mệnh của con. Ilang phải tìm ra sự thật để phá giải bí ẩn. Anh có nghe nói về tên giết người đang làm vàng ở đây không? Tôi nghĩ ông ta nghi ngờ tôi. Quỷ dữ đang đeo bám linh hồn cậu. Chỉ có cái chết của họ mới giải thoát em khỏi địa ngục này. Giấc mơ đó đã trở lại. Trông anh có vẻ lo lắng. Con thỏ lại xuất hiện à? Nhưng bất ngờ, anh lại trở thành nghi phạm trong một cuộc điều tra án mạng. Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Đừng giở trò nữa. Để chứng minh mình vô tội. Cô nghĩ cô thánh thiện hơn mọi người à? Anh đã để lộ một bí mật được chôn giấu đã lâu. Cùng đón xem bộ phim ly kỳ của Indonesia Cung Cùn trên kênh Red by HBO.